này là đi luôn nguyên luồng đứt hết, không còn một cái nào. Thật sự ra là mình rất là mệt, mồ hôi nhễ nhãi lặn lội vô rừng sâu như vậy mà còn gặp lợp tặc như vậy đó, kẻ tham gian bây giờ còn nhiều quá. Dạ, Thanh Giang kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Giang lại tiếp tục len lỏi vô rừng già gặm gặp trung tâm luôn. Mình thăm cái luồng lờ này cũng neo rất là lâu rồi, hôm nay quyết định mình đem cọng dây nè dời luồng lờ này đi chỗ khác. Dạo gần đây á, thì thăm không còn trúng mánh như những lần trước nữa, cho nên mình quyết định dời luôn. Vô đây thì rất là cực. Ủa đâu rồi? Rồi xong phim. Rồi mất tiêu rồi. Cái cây này nè, mình đặt có cái cây nó án là làm sao mà chạy được. Bị tặc nữa rồi. Buồn thật luôn. Thôi mình đi thăm tiếp đi coi những cái kia còn không. Không có nữa rồi. Ngay chỗ này nè. Buồn quá vậy ta. Nè, gác rưới không à. Buồn quá trời vậy. Không lẽ mấy cái tay đi xịt lụm rồi. Lúc trước mình đi vô đây nè, cả nhà có nhìn thấy là có những người đi xịt len lỏi trong mấy cái mương mương đó đi ra không? Rồi luôn. Cái chai mình để trong cái lờ nếu như còn là nó cũng nổi. Mà không có con cá bự nào mà đi vô mà nó lăn ra ngoài đó được hết. Tại vì ở đây có cỏ. Xong luôn. Nguyên luồng lờ luôn rồi quá à. Mình đi tiếp để xem sao. Coi hy vọng còn sót lại cái nào không. Ủa, đây cái lỗ trống mình dẹt còn nè. Rồi luôn rồi. Ba cái đống cỏ rồi nè, quăng qua một bên lấy luôn cái lờ rồi, nguyên luồng. Từ ở đằng đó tuốt đằng này là 20 mấy cái cả nhà ơi. Mất sạch không còn cái nào hết trơn luôn. Xưa nay mình cũng mất nhưng mà cũng còn 1-2 cái sót lại. Không biết sao chuyến này kỳ quá, tham quá trời, không biết nữa. Chắc là mình đăng lên lần nào á cũng nhiều cô chú anh chị và các bạn ở gần này biết địa điểm. Với lại đường này cũng nhiều người đi nè. Đằng kia còn mấy cái không biết còn sót không nữa. Rồi muốn hết nổi luôn rồi. Đây là cái cuối cùng, địa điểm này không biết còn không nữa nè. Đây nè, mấy cái nhánh này đã gãy hết rồi. Trong rừng chứ cũng nhiều người đi chứ không phải không có ai đâu. Rồi luôn rồi. Còn gì nữa đâu. Nè, đặt cái chỗ này nè, mấy lần mà mình đăng lên chắc đó là có ai đã từng đi qua khu vực này sẽ thấy địa điểm quen. Ôi buồn dễ sợ luôn á trời. Chưa bao giờ mà thê thảm như mức độ này luôn á. Thật sự ra thê thảm vô cùng. Mình lặn lội từ ở nhà lội đây á, thì mấy tiếng đồng hồ đi sâu vô rừng già rồi mà vẫn còn có lợp tặc. Lần trước á, là mình cũng bị mất nhưng mà cũng còn sót lại 1-2 cái. Một cái 35.000 mà cả nhà coi đó. Một cái luồng lò này gần 30 cái. 30 cái thì cả nhà nhân lên đi. 35 mà nhân lên 30 thì ra cái nhiêu. Mình cả 100 cái lận chia ra nhiều luồng. Phải đặt hết cái bên đây là mất hết rồi. Ai mà mưu sinh bằng nghề này á, thì chắc họ cả nhà vợ con nhịn đói luôn đó. Thật sự á, những ai đó, những một số thành phần còn tham quá rồi, bỏ cái nghề tham đó đi nha. Rừng thiên nước độc, những cái con gắn như thế này mình không có chửi rủa ai, nhưng mà thật sự còn rất là nhiều. Thôi buổi giờ gán lặn lội kiếm ăn, đừng nên tham của bất cứ ai. Đi hết nổi luôn rồi. Lúc trước giờ mình mất rất là nhiều lờ, mà mỗi lần mất là mình bổ sung, mất là bổ sung, mà mất thì ít ra cũng còn vài cái sót. Mặt chiếm này là đi luôn nguyên luồng đứt hết, không còn một cái nào. Thật sự ra là mình rất là mệt, mồ hôi nhễ nhãi lặn lội vô rừng sâu như vậy mà còn gặp lợp tặc như vậy đó, kẻ tham gian bây giờ còn nhiều quá. Thật sự ra cả nhà cũng biết rồi đó, trong đây là rừng thiên nước độc. Mình nhắn nhủ cho những ai đó mà có xem video của mình mà đã lấy lờ của mình á, thì làm ơn đừng có đi vô trong rừng thiên nước độc đặt lờ đó. Thứ nhất là những chú này nó sẽ rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là mình gặp lờ của mình biết. Mình nhắn nhủ vậy thôi thì sẽ hiểu.
mình đăng cái cảnh này lên thì chắc chắn ai đã đi qua đây thì sẽ biết đây là quen. Mình trụ ở đây gần hơn nửa tháng trời thì cách vài bữa là mình vô thăm một bữa, mà chuyến này thật sự lội không nổi luôn á cả nhà. Lội về hết nổi luôn ạ. Chuyến này chắc bỏ nghề thôi chứ không còn cách nào bổ sung nổi hết trơn. Mà nhân lên thử nhân nổi không á nha. Nếu một tháng lương của mình luôn á. Thiệt tình chứ, mưa gió nắng nôi kiếm ăn thôi. Mà bữa nay là mình cả nhà ăn muối rồi đó, mà ai mà mưu sinh thì thôi, rồi đói nguyên ngày cả gia đình. Dân quyết định sẽ đăng cái video này lên và gửi gắm cho những ai đó đã xem cái video của mình và đã lấy lời của mình, chắc chắn là sẽ hiểu được những lời gửi gắm của mình. Đừng có tham bất cứ cái gì của ai nữa, hãy cố gắng làm lao động chân chính bằng đôi tay của mình đi. Đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ bị tặc hết luôn nguyên luồng 30 cái cả nhà. Thanh Vân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe ạ.